Dạng chân ra. Tình hình là hôm nay ngập lụt nghiêm trọng bà con ạ. Anh em chúng tôi đoàn đứng. Úi dồi ôi, cõng con bé này. Con dít vào cổ, nạ nghẹt cổ bấu dưới. Anh em đoàn đoàn chúng tôi đây. Bà con nhìn thấy ngập lụt hết xóm này. Nước thành sông luôn. Phú Thọ bà con nhé. Đây có nước ở xóm ngập thành sông. Đây tận bờ hè này bà con. Sông. Nước ngập lên ngang bờ hè nhà thờ. Anh em đi hơi căng thẳng. Bấu chặt vào, cầm cái ô che ra đằng sau, che đằng trước thế này nữa. Để hình như cái cổng. Cô nay phải sắm cái thuyền đi ăn cỗ thôi. Ấy lại đi. Trọng vẫn lên. Ai rồi. Che cái ô cẩn thận lên. Nay đoàn đón dâu mà còn đùi đón dâu. Nhanh. Cầm cái ô che lui ra đằng sau con. Che ra đằng trước thì nói chuyện gì nữa. Mày nặng quá. Úi giời ô tô kìa. Ai giả bắt ô tô này có cái làm ghê quá. Ghê. Ây. Con bị. Cái nó đi ướt là tí vậy. Nó hết dài rồi gì. Nó ô tô nó chèn vào. Vừa mới để xuống ô tô nó lao vào lắm rồi. Kệ nó đi vào thay giày. Mẹ hãy cứu đi, con. Đi đi. Kệ là tí là cứ đi đi không tí là thay. Tí đi thay đi dép có gì đâu. Đấy ngập hết đằng xóm này. Kệ nó. Kệ nó kệ nó không sao. Bố lùi dưới không nghẹt cổ. Ngập hết rồi anh em ạ. Ngập hết. Đấy. Ngõ xóm là thành sông hết cả lượt. Rồi anh em tôi đóng cưới đón dâu. Nhưng mà cõng cô dâu thì đang phải cõng cô dâu. Cô dâu ngồi cẩn thận ướt hết váy nhá. Anh là sao mà ướt được. Kéo mà sao hố bây giờ đây này. Không quay được đâu. Đây. Đang cõng cô dâu đây. Đừng để nó đụng nhá. Đấy. Đấy. Cô dâu. Đây, cầm lấy mà quay. Cô dâu nặng đại yến. Đấy, bà con nhìn này. Ngập hết đến tận cổng rồi. Đấy. Biển nước mênh mông. Ướt hết rồi, ướt hết rồi. Nằm ở nước lên tận sân đây bà ơi. Bà. Nước lên tận sân hết rồi. Nó vẫn lên đây rút rồi bác. Đang rút rồi ạ. Ôi. Cô dâu này nặng quá, cõng mệt. Dạng chân ra, dạng cái chân đang ướt. Ôi trời ơi, sợ thế. Thế này thì... Đây anh em. Nghẹt cổ quá. Một tay là cõng cô dâu. Một tay lại còn phải quay. Đại ca nào mà về sớm thế? Cứu cháu. Ừ. Cứu cháu. Chào các đại ca. Ơi. Lần đầu tiên nữa không, lần thứ hai rồi. Lần đầu tha linh tám còn ghê hơn này nhiều.
Tí là lần đầu tiên mà về đúng chỗ này. Ừ, đúng rồi. 2008 có mùa này nhưng mà lại không vào. Mệt quá. Nó bị tắc cống rồi à. Bố cho cháu.